3 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam ước đạt 9,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 9,62% so với cùng kỳ năm trước. Sức mua hàng may mặc trên thị trường thế giới tăng lên. Đến thời điểm này, nhiều doanh nghiệp dệt may đã ký được đơn hàng đến hết quý 2, thậm chí một số đơn vị đã có đơn hàng đến quý 3 năm 2024. Theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam, tín hiệu vui là hàng tồn kho ở các thị trường lớn, các hãng phân phối lớn, các tập đoàn, siêu thị đều đã suy giảm. Vì thế, nhu cầu tái đặt hàng trong mùa tới có thể sẽ ở mức cao hơn. Dù vậy, mặt bằng giá chưa thực sự tốt, mới chỉ cải thiện 3-5% so với năm trước.